Thưa quý vị, nghị quyết của Thành ủy Đà Nẵng về phương hướng nhiệm vụ năm 2022 đã chọn chủ đề năm 2022 là năm thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh và phục hồi phát triển kinh tế xã hội. Để thực hiện nhiệm vụ này, các ngành, trong đó có ngành du lịch, đang tích cực triển khai nhiều giải pháp, trong đó có nỗ lực khôi phục lại các đường bay kết nối với Đà Nẵng. Sự phục hồi của các đường bay nội địa và cả quốc tế kết nối với Đà Nẵng từ đầu năm 2022 cho đến nay được xem là những tín hiệu tích cực cho quá trình khôi phục lại tăng trưởng của ngành du lịch thành phố trong năm nay. Ngày 1 tháng 1 năm 2021, Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng đã tổ chức đón chuyến bay đầu tiên đến thành phố trong năm 2022. Và vào sáng ngày 1 Tết, ngành du lịch thành phố Đà Nẵng tiếp tục đón chuyến bay đầu tiên sông đất trong năm mới Nhâm Dần. Đây được xem là những tín hiệu khởi sắc khi ngành du lịch thành phố vừa trải qua khoảng thời gian vô cùng khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19. Mình ở Việt Nam cũng hơn 4 năm rồi, mà dịp Tết này thì có thời gian để đi du lịch nên muốn chọn Đà Nẵng, bởi vì Đà Nẵng thì là một thành phố rất là lớn và có biển rất là đẹp. Theo Sở Du lịch Đà Nẵng, dịp Tết năm nay đã có khoảng hơn 400 chuyến bay đưa du khách đến Đà Nẵng. Trước đó, để khôi phục hiệu quả hoạt động du lịch, Đà Nẵng cũng đã tổ chức chương trình hợp tác du lịch hàng không và xúc tiến đường bay đến thành phố. Đáng chú ý, tại chương trình này, Sở Du lịch đã triển khai ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác tổ chức sự kiện diễn đàn phát triển đường bay châu Á Rose Asia 2022 dự kiến diễn ra vào tháng 6 tới. Đây không chỉ là sự kiện khởi động lại trao đổi hàng không quốc tế tại Đà Nẵng, mà còn dự báo sẽ đóng góp đáng kể vào sự phục hồi của ngành du lịch địa phương. Sự kiện Rose Asia sẽ là cái sự kiện quan trọng trong năm 2022 và là một sự kiện bản lề để chúng ta khôi phục lại các cái mạng lưới đường bay đã bay tới Đà Nẵng, cũng như là xúc tiến mở các cái đường bay mới, các đường bay quốc tế mới tới thành phố Đà Nẵng trong năm 2022 và các năm tiếp theo, để góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho bạn bè cũng như du khách quốc tế tới thăm Đà Nẵng và các địa phương lân cận trong khu vực miền Trung, Tây Nguyên của chúng ta nó thuận lợi hơn. Để chuẩn bị cho việc khôi phục và xúc tiến các đường bay quốc tế, hiện thành phố đã và đang phối hợp với các ngành liên quan nâng cấp mở rộng đường bay quốc tế Đà Nẵng, đồng thời tạo dựng danh sách để hỗ trợ việc mở đường bay quốc tế như giảm từ 10 đến 50%, đơn giản dịch vụ, miễn phí thuê văn phòng làm việc cho các hãng hàng không, bên cạnh đó xây dựng sản phẩm dịch vụ du lịch phù hợp, cạnh tranh, hấp dẫn du khách.